Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Minh xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu gia nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy. Nồi này sẽ có dung tích là 500 lít và sẽ được làm bằng inox 316, lớp trong cùng là tiếp với nguyên liệu là inox 316 ạ. Chúng tôi gia công đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng. Ở đây thì các bạn thấy là dung tích 500 lít thì cái nồi nấu này sẽ có kích thước là 900 nhân với lại 800. Nồi sẽ được cấu tạo tổng cộng 5 lớp với 3 lớp inox, 1 lớp inox 316 trong cùng. Tiếp với nguyên liệu ạ. Sẽ được làm bằng inox 316 dày 2 mm. Sau đó thì sẽ đến lớp dung môi truyền nhiệt. Lớp thứ ba là lớp inox 304 dày 2 mm chứa lớp dung môi truyền nhiệt. Lớp thứ tư là lớp bông trực tiếp cách nhiệt và lớp thứ năm là lớp inox 304 dày 1 mm bảo ôn bên ngoài, giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như tiết kiệm điện. Đáy van thở đáy rất là đặc biệt, được gia công rất là ưu tầm. Các cái trụ của đỡ motor thì cũng sẽ được làm bằng inox 304. Chúng tôi sẽ ấn hộp. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái van theo dõi lớp dung môi truyền nhiệt, kính theo dõi lớp dung môi truyền nhiệt là một cái van để lấy đầu vào của nguyên liệu. Nguyên liệu thì có thể là đưa nguyên liệu hoặc đưa nước vào trong cái nồi nấu này. Có một cái van ở bên trên này. Cái máy này thì sẽ sử dụng điện 3 pha và công suất tiêu thụ của cái máy này là 27 kW. Dây điện thì chúng tôi cũng làm dây lớn và được bọc lại bằng một cái dây nhựa như thế này. Thợ vào trong cái nồi này để vệ sinh này. Dây điện lớn này. Điện 3 pha bảng từ điện của máy đấy ạ. Sẽ có công tắc tắt mở của nhiệt. Bật công tắc này lên thì sẽ có đồng hồ thời gian, đồng hồ nhiệt độ, công tắc của cánh đảo. Sẽ có biến tần điều chỉnh cánh đảo nhanh chậm. Cánh đảo đây. Cánh đảo này, cái cây này sẽ được làm bằng inox đặc. Cái chân la dày 5 mm. Rất là nặng. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái nồi nấu cánh khuấy dung tích từ mini cho đến công nghiệp, siêu công nghiệp thì các bạn cứ liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi qua số điện thoại 0908 32 438 hoặc là số 0918 88 9768 ạ. Hoặc là các bạn có nhu cầu đặt mua tất cả các cái loại máy được gia công sản xuất từ inox, ví dụ như là chảo xào nhân, máy trộn, nồi chưng cất rượu, chưng cất tinh dầu hay là các cái thiết bị máy rửa có dây chuyền công nghiệp thì các bạn cứ liên hệ với chúng tôi để nhận được giá rẻ trực tiếp ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.